Chiều ngày 16 tháng 1 năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều long trọng tổ chức tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học lần thứ 3 năm học 2018-2019. Dự tổng kết có đồng chí Lê Thu Trà, Thị ủy viên, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, trưởng ban tổ chức hội thi, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban tổ chức hội thi, các đồng chí là chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý các trường và các thầy cô giáo đạt giải tại hội thi. Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học lần thứ 3 diễn ra từ ngày 12 tháng 12 năm 2018 đến ngày 29 tháng 12 năm 2018. Sau khi tiến hành khâu bình chọn tại các trường trên địa bàn, hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học quy tụ được 239 gương mặt thầy cô giáo tiêu biểu về công tác chủ nhiệm lớp của 27 trường tiểu học trên toàn thị xã. Các thí sinh tham gia 4 vòng thi, thi hồ sơ, thi hiểu biết, xử lý tình huống sư phạm và kể chuyện về công tác chủ nhiệm lớp. Trải qua phần thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm và sáng kiến kinh nghiệm, cả 239 thí sinh đều đủ điều kiện để dự thi phần thi hiểu biết về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch có liên quan đến công tác chủ nhiệm và phần thi ứng xử tình huống sư phạm. Trong đó, ở phần thi ứng xử, các giáo viên trả lời xử lý những tình huống gần gũi với công việc hàng ngày của công tác chủ nhiệm lớp, thể hiện kỹ năng xử lý tình huống khéo léo, thuyết phục. Kết quả, 227 trên 239 thí sinh đạt từ điểm 8 trở lên, đủ điều kiện để dự thi vòng thi cuối cùng là kể chuyện về công tác chủ nhiệm. Điểm mới của hội thi năm nay là bên cạnh hình thức giáo viên kể lại một câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm, thì các giáo viên có thể lựa chọn hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp tại lớp chủ nhiệm của mình với cách làm việc khoa học. Công bằng, khách quan, ban giám khảo hội thi đã lựa chọn được 217 giáo viên đủ điều kiện để đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2018-2019 và 20 thầy cô được khen thưởng giáo viên xuất sắc tại hội thi. Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi nhằm mục đích lựa chọn, tôn vinh các giáo viên chủ nhiệm lớp có nhiều sáng tạo, tâm huyết với nghề và cũng là dịp để giáo viên tiểu học có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, nâng cao năng lực xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giáo dục học sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. Hy vọng rằng kết quả của hội thi sẽ được lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường tiểu học trên toàn thị xã.